Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Nhân viên chốt Covid-19 lạp luật, người vi phạm có truy cứu hình sự. Theo cơ quan công an, hành vi của Trương Văn Công đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản tại khoản 1, điều 355 Bộ luật hình sự 2015 liên quan đến vụ nhân viên chốt kiểm dịch Covid-19 làm luật người vi phạm, công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương cho biết đã làm việc với Trương Văn Công, 36 tuổi tạm trú tại phường Tân Bình thành phố Dĩ An để làm rõ hành vi vòi tiền và nhận 2 triệu đồng của shipper Hồ Trọng Đờ. Anh Đờ mắc lỗi giấy xét nghiệm Covid-19 hết hạn bị sửa chữa khi đi qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố Dĩ An. Trương Văn Công là tổ phó chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại đường Thống Nhất giao với quốc lộ 1K thuộc địa bàn phường Bình An, thành phố Dĩ An. Bước đầu, công an đã thừa nhận lấy 2 triệu đồng của anh Đờ để bỏ qua lỗi vi phạm và tạo điều kiện cho qua chốt kiểm dịch. Theo cơ quan công an, hành vi của Trương Văn Công đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản tại khoản 1, điều 355 bộ luật hình sự 2015. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Được biết, với tội danh này sẽ có khung cơ bản mức phạt từ 1 năm đến 6 năm. Hành vi khách quan của tội này là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội trước hết dựa trên cơ sở chức vụ, quyền hạn có thật của mình và đã vượt ra ngoài phạm vi của chức vụ, quyền hạn đó. Trước đó, ngày 19 tháng 8, anh Hồ Trọng Đờ, 28 tuổi quê Vĩnh Long, tạm trú tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết anh bị hai nhân viên chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường Bình An, thành phố Dĩ An làm luật 2 triệu đồng khi đi qua chốt này. Anh Đờ là nhân viên giao hàng cho một cửa hàng dịch vụ ở phường Dĩ An, thành phố Dĩ An. Theo trình bày của anh Đờ, trưa ngày 16 tháng 8, anh được cửa hàng yêu cầu giao đơn hàng từ đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, qua khu Bình Thung, phường Bình An. Khi chạy đến quốc lộ 1K hướng từ Bình Dương đi tới Biên Hòa, tới chốt kiểm soát của phường Bình An, ngay đầu đường Thống Nhất thì anh bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra lúc này lực lượng kiểm soát chốt phát hiện giấy thông hành của anh đờ hết hạn nên một người tên công và một người tên thuận đều mặc thường phục yêu cầu anh đờ chạy xe về phường để làm biên bản xử phạt dù anh đờ đã đề nghị được lập biên bản đóng phạt tại chỗ khi chạy tới khúc cua vào khu dân cư phú hồng thịnh người đàn ông tên công yêu cầu anh đờ chung tiền rồi cho đi anh đờ năn nỉ thì ông công hù dọa lỗi này là phạt tù chung tiền nhanh để đi anh Đờ nói không có tiền mặt, xin đi cây ATM rút, nhưng ông Công không chịu. Anh Đờ tiếp tục xin gọi quản lý mang tiền ra, nhưng ông Công vẫn không đồng ý mà yêu cầu chuyển khoản. Sau đó, anh Đờ nhắn tin nhờ chị L là một người bạn làm trong cửa hàng chuyển cho ông Công 2 triệu. Khi có xác nhận tiền đã vào tài khoản thì ông Công mới thả cho anh Đờ đi và còn hứa hẹn bữa sau qua chốt sẽ không bị kiểm tra. Được biết, vụ việc sau khi được phản ánh lên khu phố và phường, ông Công và ông Thuận đã gửi lại 2 triệu đồng để khu phố trả lại cho shipper